Nhiều khi Quý đã gặp những bệnh nhân bị đau khổ vì trầm cảm, rồi mất ngủ, rồi táo bón, kèm theo những cái cơn đau và làm cho họ tuyệt vọng và bắt đầu nghỉ quẩn. Thì chăm sóc giảm nhẹ đúng cách nó sẽ giúp cho bệnh nhân tháo gỡ những cái đau khổ đó, và chỉ cần nhiều khi một giấc ngủ ngon, ngày mai người ta sẽ lạc quan hơn và người ta sẽ thích nghi tốt hơn với cái cuộc sống mới ở phía trước. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình C-Talk nơi chuyên gia nói. Kính thưa quý vị, mắc phải ung thư giai đoạn cuối là một sự đau buồn đối với bất kỳ ai, kể cả người bệnh và bệnh nhân. Thưa quý vị, tuy nhiên nhờ những tiến bộ trong điều trị đã được cập nhật từ các nước tiên tiến, bệnh nhân không cần phải chịu những đau đớn không cần thiết đó nữa. Và ngoài ra, bệnh nhân cũng sẽ được hỗ trợ các vấn đề khác. Và trong chương trình C-Talk nơi chuyên gia nói ngày hôm nay, Khánh Huyên sẽ được mời quý vị và các bạn gặp gỡ cũng như là trao đổi với tiến sĩ, bác sĩ Quý hiện đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren. Khánh Huyên, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC và kính chào quý vị khán giả. Dạ thưa bác sĩ có thể cho Khánh Huyên cũng như là quý vị khán giả biết được rằng là chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị ung thư có nghĩa là gì? Và nó khác với chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị các bệnh nan y khác, ví dụ giống như là lao nè hay là HIV gì không ạ? Thì như mọi người đã biết, điều trị ung thư thì có thể chia thành hai hướng. Đó là chúng ta sử dụng các cái phương pháp để tấn công cái khối u, tấn công ung thư, ví dụ như là hóa trị, xạ trị, phẫu thuật để loại bỏ ung thư hoặc là kìm hãm cái sự phát triển của ung thư. Ngoài ra thì như mọi người biết, bản thân người bệnh ung thư đã và đang gặp rất là nhiều cái đau khổ trong cái quá trình chẩn đoán và điều trị của mình. Chính vì vậy, ngoài cái việc dùng các cái phương pháp để tấn công ung thư giúp bệnh nhân sống lâu hơn, thì chúng ta cần phải triển khai những cái chăm sóc giảm nhẹ đi kèm để giảm cái sự đau khổ và cải thiện cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thì cái chăm sóc giảm nhẹ đó là cái phần việc rất là quan trọng và phải cần có sự kết hợp của nhiều biện pháp, thông qua cái việc chúng ta phát hiện sớm cũng như là điều trị các cái vấn đề của người bệnh, phổ biến nhất là đau cũng như là các cái triệu chứng về thực thể, như là buồn nôn này, rồi chán ăn, thay đổi cái vẻ ngoài, cũng như là những cái vấn đề tâm lý khác. Bệnh nhân có thể bị trầm cảm, lo lắng, mất ngủ. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể gặp các cái vấn đề về xã hội và tâm linh, mà cái việc can thiệp á, đôi khi chúng ta phải cần có sự giúp đỡ của gia đình và những người xung quanh người bệnh nữa. Chăm sóc giảm nhẹ trong ung thư thì nó khác với chăm sóc giảm nhẹ ở những các cái bệnh khác như là HIV, lao, suy tim, suy thận, suy gan, bởi vì ung thư nó có rất là nhiều cái đặc điểm khác với những cái bệnh khác. Thứ nhất, ung thư thì khi nghĩ đến, ai cũng nghĩ đến là cái sự đau khổ và chết chóc. Ngay cả khi mà bệnh nhân đã chữa lành ung thư thì người ta vẫn có thể đối mặt với những cái kỳ thị ở trong cộng đồng và gặp những cái vấn đề về hòa nhập cộng đồng. Ví dụ như những bệnh nhân ung thư có thể có những cái khuyết tật làm cho họ không thể đi làm được, hoặc là họ mất đi những cái ước mơ trong tương lai. Thì lúc đó chăm sóc giảm nhẹ cũng cần phải can thiệp cho những cái vấn đề đó. Dạ thưa bác sĩ, về mục tiêu chăm sóc của giảm nhẹ có phải là kéo dài cuộc sống của bệnh nhân không ạ? Bởi vì thực tế thì có nhiều bệnh nhân đang tự hỏi là vì sao mình phải chịu đau đớn đến như vậy. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi rất là hay của MC. Thực sự thì cái mục tiêu của chăm sóc giảm nhẹ đó là giúp bệnh nhân sống thoải mái và dễ chịu hơn. Điều này đương nhiên là có thể giúp bệnh nhân sống lâu hơn với cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, còn kết hợp được với các cái phương pháp tấn công ung thư như là hóa trị, xạ trị, phẫu thuật, thì đương nhiên chăm sóc giảm nhẹ nó sẽ giúp cho bệnh nhân đi được theo cái liệu trình điều trị, nhất là những cái chăm sóc giảm nhẹ mà khởi động sớm thì sẽ giúp cho bệnh nhân có cái cuộc điều trị nó nhẹ nhàng hơn, và đương nhiên sẽ giúp bệnh nhân sống lâu hơn và thoải mái hơn nhiều. Trong hóa trị là cái chuyên ngành của Quý, thì nếu mà chúng ta sử dụng các cái hóa chất, nhưng mà chúng ta kèm thêm những cái thuốc giảm nôn này, rồi giúp bệnh nhân ăn ngon hơn, hoặc là can thiệp qua các cái phục hồi chức năng để giúp cho bệnh nhân nuốt dễ hơn, rồi chúng ta có thể can thiệp về dinh dưỡng, làm những cái bữa ăn mà bệnh nhân ăn ngon miệng hơn chẳng hạn, thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho bệnh nhân phục hồi được sức khỏe để theo cái liệu trình hóa trị đúng lịch. Ngay cả khi mà bệnh nhân rơi vào cái thời kỳ gọi là không còn cách chữa hiệu quả, thì chăm sóc giảm nhẹ vẫn có thể giúp cho bệnh nhân kéo dài cái cuộc sống.
hơn là không có làm gì cả. Cái chăm sóc giảm nhẹ có thể giúp bệnh nhân sống cái thời gian còn lại với chất lượng ổn định nhất và lâu nhất. Nhiều khi quý đã gặp những bệnh nhân bị đau khổ vì trầm cảm, rồi mất ngủ, rồi táo bón, kèm theo những cái cơn đau và làm cho họ tuyệt vọng và bắt đầu nghỉ quẩn. Thì chăm sóc giảm nhẹ đúng cách nó sẽ giúp cho bệnh nhân tháo gỡ những cái đau khổ đó, và chỉ cần nhiều khi một giấc ngủ ngon, ngày mai người ta sẽ lạc quan hơn và người ta sẽ thích nghi tốt hơn với cái cuộc sống mới ở phía trước. Dạ thưa bác sĩ, có nhiều khán giả khi mà họ nghe tới là chăm sóc giảm nhẹ thì có nhiều người sẽ hiểu rằng là đã hết thuốc chữa rồi không thì mới sử dụng cái phương pháp này không ạ? Có rất là nhiều cái ví dụ cho thấy là người dân ở Việt Nam vẫn chưa hiểu đúng về chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, một cái ví dụ mà cụ thể nhất đó là chăm sóc giảm nhẹ đồng nghĩa với là hết thuốc chữa. Thì thực ra hai cái vấn đề này nó không có đồng nghĩa với nhau. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu chăm sóc giảm nhẹ từ sớm, tức là song hành với các cái phương pháp điều trị ung thư, thì thực sự chăm sóc giảm nhẹ nó vẫn giúp bệnh nhân có cái cuộc sống thoải mái hơn, và trong cái thời gian họ điều trị ung thư thì họ vẫn có thể tiếp tục làm các cái việc khác. À, dạ, thưa bác sĩ, vậy thì chăm sóc giảm nhẹ có phải là giảm đau thôi không ạ? Đó là chăm sóc giảm nhẹ không chỉ có giảm đau. Trong giảm đau thì hiện nay ở Việt Nam cũng nhiều người đang hiểu lầm. Khi nào mà bác sĩ dùng morphine thì có nghĩa là gần chết rồi. Thì thực ra cái điều này nó không có đúng. Bởi vì morphine cũng chỉ là một trong những cái loại thuốc giảm đau thuộc loại mạnh để mà giúp cho bệnh nhân kiểm soát được cơn đau. Khi mà bệnh nhân kiểm soát được cơn đau, người ta khỏe khoắn hơn, người ta làm việc tốt, ăn uống tốt hơn, thì người ta lại có cái sức miễn dịch tốt hơn, và những người mà theo được các cái lộ trình về hóa trị và có kết quả tốt thì người ta lại sống lâu hơn. Và khi mà người ta có nhỏ được khối u và người ta hết đau, thì lúc đó morphine lại có thể được gia giảm và thậm chí là chấm dứt mà không cần phải sử dụng nữa. Có rất là nhiều cái câu chuyện mà quý thấy, ví dụ như là bác sĩ kêu xài morphine thì không xài, trong khi đó nghe những cái tin đồn tính chất từ cần sa gì đó thì sẽ giúp cho mình tốt hơn. Rốt cuộc là ra ngoài chợ đen và mua với cái giá cắt cổ. Vì những cái phương pháp này là những cái phương pháp trái pháp luật. Nếu mà chúng ta nói chuyện tốt với bác sĩ, chúng ta hợp tác thì chúng ta có thể được nhận morphine với cái chi phí rẻ hơn rất là nhiều. Chăm sóc giảm nhẹ không chỉ dành cho bệnh nhân ung thư từ cái giai đoạn mới chẩn đoán, mới bắt đầu điều trị, mà chúng ta cần phải chú trọng cả chăm sóc giảm nhẹ dành cho người thân, và gần đây còn có cả chăm sóc giảm nhẹ dành cho nhân viên y tế. Thưa bác sĩ, em có một thắc mắc đó chính là đối với những người thân của bệnh nhân đang chăm sóc giảm nhẹ thì chăm sóc cho người thân và con cái của họ thì có gì quan trọng ạ? Vâng, như mọi người thấy, cái bệnh ung thư nó sẽ ảnh hưởng tới cả những người xung quanh bệnh nhân. Cũng có rất là nhiều cái tin đồn, ví dụ như là ung thư là do nghiệp này, đó, hoặc là do người thân chăm sóc không tốt này, hoặc là đối với một số trẻ em thì nó lại có thể làm cho mấy cái em bé đó nghĩ rằng là do mình không có ngoan, mình không nghe lời bố mẹ mà bố mẹ mình bị đau chẳng hạn như thế. Thì đó là những cái tin đồn mà chăm sóc giảm nhẹ sẽ cần phải can thiệp để người thân không có bị ám ảnh cũng như là bị băn khoăn. Thì đó cũng là những cái vấn đề mà nhân viên y tế cần phải giải quyết cho người dân, để cho họ không có thấy băn khoăn hoặc là dằn vặt trước cái chuyện bệnh nhân, tức là người mà mình yêu thương mắc ung thư. Ngoài ra, khi mà người thân thấy bệnh nhân ngày càng bị suy kiệt chẳng hạn, thì đương nhiên họ sẽ có những cái lo lắng. Đó cũng là cái đối tượng mà chúng ta cần phải hỗ trợ để người thân không có quá đau buồn. Chăm sóc giảm nhẹ thực sự là nó bao gồm cả những cái lời nói mà bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế dành cho người bệnh. Chỉ cần một cái câu nói của bác sĩ thôi cũng có thể làm cho bệnh nhân khỏe hơn hoặc là lạc quan hơn. Đối với nhân viên y tế thì nhất là những người mà trực tiếp chăm sóc những bệnh nhân mà ở cái giai đoạn cuối ấy, thì họ cũng rất là dễ bị đau khổ dằn vặt, bởi vì họ không giúp được nhiều cho người bệnh, mặc dù ai cũng biết đây là cái tình huống rất là khó. Chính vì thế ở rất là nhiều nước người ta đã tổ chức những cái chương trình chăm sóc giảm nhẹ dành cho nhân viên y tế, để cho họ cảm thấy không có khổ tâm và người ta có thể phục hồi được năng lượng trong cái ngày tiếp theo để tiếp tục chăm sóc cho người bệnh. À, dạ thưa bác sĩ, vậy thì đã có những hỗ trợ nào về mặt xã hội, tài chính, về cảm xúc, về tinh thần của bệnh nhân khi chăm sóc và giảm nhẹ điều trị ung thư không ạ? Trước hết về mặt xã hội thì
sẽ có rất là nhiều bệnh nhân cần phải di chuyển rất là xa để mà điều trị, thì một số người sẽ gặp khó khăn về tài chính cũng như là không biết thuê nhà trọ ở đâu khi mà lên Hà Nội hoặc Sài Gòn để mà điều trị. Thì những cái hỗ trợ về mặt xã hội sẽ bao gồm cái việc là giới thiệu cho họ một số cái mạng lưới để mà cho người ta đi thuê xe nhờ, hoặc là đến Hà Nội thì có thể ở trọ đâu đấy, hoặc thậm chí là giúp cho gia đình của người ta có chỗ ở trọ. Thì đó là những cái hỗ trợ rất là ý nghĩa để giúp cho bệnh nhân theo được cái cuộc điều trị. Ngoài ra một số bệnh nhân trong khi điều trị hoặc là sau có một số khuyết tật hoặc là họ dễ bị mệt hơn, thì bác sĩ cũng có thể giúp cho họ có những cái giấy tờ để mà cái cơ quan làm việc người ta hiểu hơn về cái tình huống của người bệnh, để người ta vẫn tiếp tục giúp người bệnh làm việc và giúp họ có thể tham gia vào các cái hoạt động xã hội. Một số cái hỗ trợ tài chính thì cũng rất là cần thiết, bởi vì như mọi người biết các cái phương pháp điều trị ung thư hiện nay thì nó cũng rất là đắt tiền, và cái việc kết nối bệnh nhân với các cái quỹ từ thiện cũng như là làm đơn xin miễn giảm chi phí điều trị thì cũng rất là ý nghĩa cho người bệnh. Về cảm xúc và tinh thần thì quý cũng xin chú ý đó là người bệnh nhân thực sự họ rất là cô đơn, bởi vì ngay cả trong gia đình khi mà người ta có những cái biến đổi về mặt thể chất và tâm lý do bệnh ung thư cũng như là do các cái phương pháp điều trị ung thư, thì bệnh nhân rất là cô đơn, rất là lo lắng và người ta muốn kết nối với những người đồng bệnh. Thì cái việc mà chúng ta giới thiệu bệnh nhân tới những cái nhóm đó, và nhất là những cái nhóm mà có các cái người đồng bệnh đã vượt qua khỏi căn bệnh và họ thông thái, họ sáng suốt để tư vấn cho người bệnh, thì cũng sẽ giúp cho người ta thấy nhiều cái tia sáng ở cuối đường hầm. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì em xin phép được chia ra thành hai giai đoạn nha. Là một là giai đoạn cuối và một là giai đoạn cận tử. Thì bác sĩ có thể cho em biết được rằng là mình nên và không nên làm gì đối với giai đoạn cuối và giai đoạn cận tử không ạ? Ví dụ giống như là sẽ chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện hay là tại nhà? Thì cuối cùng xin chia sẻ thực tình đó là có rất là nhiều cái tình huống khác nhau và còn tùy vào cái hoàn cảnh của người bệnh cũng như là gia đình của họ. Trước cái giai đoạn cận tử, tức là cái thời gian sống nó còn rất là ngắn, chúng ta phải xem thử là cái gánh nặng về bệnh tật, ví dụ như là triệu chứng của bệnh nhân đó là nhiều hay ít, và cái nguyện vọng của bệnh nhân đó là gì. Ví dụ như là chuyện đau đi ha, thì đau nặng hay nhẹ, liệu bệnh nhân đã được kiểm soát cơn đau đó tốt hay chưa. Nếu bệnh nhân về nhà mà vẫn chưa có được kiểm soát tốt thì chắc chắn là bệnh nhân cũng sẽ rất là khổ sở. Gia đình khi mà nhìn thấy bệnh nhân đau đớn quằn quại như vậy thì họ cũng không thể yên lòng được. Vì vậy cho nên nhiều tình huống á, như ở Nhật là đối với tình huống là bệnh nhân đau quá nhiều hoặc là không thể ăn uống, không thể tự sinh hoạt được, để cho bệnh nhân nhập viện một thời gian. Cái bài toán ở đây nó cũng liên quan tới cái nguyện vọng của bệnh nhân cũng như là cái khả năng chăm sóc của gia đình nữa. Ấy, một số bệnh nhân họ muốn về nhà, họ trải qua cái thời gian cuối đời ở nhà, người nhà có thể chăm sóc được tốt thì đương nhiên là mình ủng hộ cho họ về nhà. Còn ngược lại có một số bệnh nhân họ cũng không thích mình trở thành gánh nặng cho gia đình, thì họ lại muốn ở lại bệnh viện trong suốt thời gian còn lại. Ngược lại có một số gia đình thì họ lại có cái vấn đề về tài chính và họ xin bệnh viện cho về. Dạ thưa bác sĩ có thể cho em cũng như quý vị khán giả chia sẻ được một chút kinh nghiệm khi mà chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân mắc ung thư tại Nhật Bản không ạ? Thực sự thì mình cũng không biết là cái đề xuất này có khả thi hay không, nhưng mà chăm sóc giảm nhẹ nó sẽ bắt đầu từ cái việc chúng ta nắm được cái nhu cầu của người bệnh. Cái này điều này nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là bệnh nhân từ họ có thể nêu ra các cái vấn đề của mình, các cái nhu cầu của mình cho nhân viên y tế hay không, và nhân viên y tế có thể dành thời gian cũng như là tâm huyết để có nghe được các cái nhu cầu của người bệnh hay không. Như ở Nhật Bản thì quý hay sử dụng các cái bảng hỏi liệt kê ra tất cả những cái vấn đề về thể chất cũng như là tinh thần xã hội của người bệnh, và thậm chí là không chỉ bác sĩ hỏi mà nhiều khi điều dưỡng hoặc là dược sĩ hỏi thì là bệnh nhân lại có thể dễ chia sẻ hơn. Thì đó cũng là một cái lợi điểm của cái việc chăm sóc đa ngành và cố gắng khuyến khích người bệnh nói lên những cái nguyện vọng của mình. Cho nên là quý rất là hy vọng những cái hình thức giao tiếp như vậy nó sẽ phổ biến hơn, và để cho bệnh nhân có thể bộc lộ các cái nhu cầu của mình cho nhân viên y tế. Vâng, và thưa quý vị khán giả, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình C-Talk nơi chuyên gia nói với chủ đề chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư. Em xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian rất là quý báu của mình để tham gia chương trình ạ. Tôi hy vọng rằng những cái chia sẻ này sẽ là một cái
mối duyên để cho mọi người tìm hiểu thêm về chăm sóc giảm nhẹ và xem thử chúng ta có thể tiếp cận nó như thế nào và có thể xây dựng các cái mạng lưới để hỗ trợ người bệnh tốt hơn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều và chúc mọi người dồi dào sức khỏe. Khánh Huyền xin được chúc cho quý vị cũng như là bác sĩ luôn luôn bình an và mạnh khỏe trong mùa dịch này. Khánh Huyền xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau với những chủ đề mới hơn, đặc biệt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.